Wow, là bánh cô nướng nè. Tôi chuẩn bị nó đặc biệt dành cho Xuân Chân chúc mừng lấy lại được căn nhà. Cảm ơn nha Chu Sim, tôi sẽ nướng thiệt là ngon. Ăn nhiều vô nha Ga Hơn. Mẹ ơi, đưa cho con làm cho. Thật là ngon quá, nó tràn trong miệng luôn nè. Anh Quân hạnh phúc quá đi. Chị Chu Sim ơi, thật sự rất là ngon luôn đó. Thịt hành đông đúng không? Đúng rồi, mọi người cứ ăn nhiều vô, ăn hết mình vào nha hả? Con trai của anh rể ăn rất nhiều luôn á. Nó thật sự rất là ngon. Ai, thật là tốt quá hả? Chị đã lấy lại được căn nhà và trung tâm mua sắm như thời ông Go còn sống. Bà của Unjo đã hứa sẽ trả lại cho các chủ cửa hàng. Tuy là trễ nhưng vẫn vui vì giữ được lời hứa đó. Bây giờ nhìn Sun Hớt với lại Ga Hinh, hai đứa tụi nó ngồi bên cạnh nhau như vậy. Ga Hinh à, tôi xin lỗi vì đã nói điều này nha. Nhưng còn nhớ ngày đó, trước lúc đám cưới, Sun Hớt và Unjo, chúng ta cũng tập trung như thế này và uống rượu lụ, cùng ăn tối chung và làm những việc giống như vậy hả? Còn không sao, mọi người cứ nói chuyện tự nhiên. Đúng rồi, mẹ của chúng ta còn đánh nhau thậm chí là nắm cả tóc nữa đó. Đúng rồi. Có chuyện như vậy nữa sao? Đám cưới này quý bỏ. Đúng rồi, chị có nói vậy á. Tính không mẹ của mình như vậy nè. Ôi trời ơi, sao mà đúng chị anh hùng mấy ga đi. Thôi dừng lại đi, đủ rồi. Ai cũng nhớ hết. Hay quá.